Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sẽ giới thiệu cho các bạn về ngôn ngữ lập trình Java. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ Java. Thì tôi sẽ đi giới thiệu qua về lịch sử của Java, rồi một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Java, rồi các ứng dụng của Java trong thực tế, rồi tại sao nên học Java so với các ngôn ngữ lập trình khác, rồi các tool mà sẽ cần để sử dụng để lập trình với ngôn ngữ Java. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ nói về phương pháp học lập trình. Thì về lịch sử của Java, thì năm 1991 thì nó được bắt đầu nghiên cứu và phát triển bởi Sun Microsystems. Rồi đến năm 1996 thì JDK 1.0 ra đời. Rồi tiếp tục thì các phiên bản Java tiếp theo được ra đời. Thì đến năm 2005 thì JDK 5 được xuất bản với nhiều cái tính năng vượt trội. Rồi đến năm 2010 thì Oracle mua lại Sun Microsystems, cho nên là cái biểu tượng của Java có cái biểu tượng Oracle như vậy. Các bạn nào muốn tìm hiểu về công ty Oracle thì có thể lên Google search như sau. Đó, thì các bạn có thể truy cập vào cái trang này để mà tìm hiểu về cái công ty Oracle, tìm hiểu về các dịch vụ mà cái công ty này cung cấp. Hoặc là các bạn có thể vào cái trang Wikipedia để mà tìm hiểu về cái công ty này. Đó, ở đây thì các bạn có thể thấy cái hình ảnh headquarter, tức là cái văn phòng chính của cái công ty này ở California. Rồi các bạn có thể xem một cái người sáng lập là cái ông Larry Ellison như vậy. Rồi những cái sản phẩm mà dịch vụ mà họ cung cấp ở đây. Rồi các bạn có thể xem được cái thu nhập hàng năm của nó ở đây. Rồi các bạn có thể xem được cái tổng tài sản giá trị của họ là 137 tỷ đô la như vậy. Đó, đây là một tập đoàn rất là lớn, công nghệ rất là lớn. Và cái ông chủ tịch của cái tập đoàn Oracle này thì là Larry Ellison, ông này cũng rất là giàu. Ông này cái số lương mà ông ta nhận được trên một năm là 41 triệu đô la trên một năm. Rồi tổng tài sản của ông ta là khoảng 60 tỷ đô la như vậy. Đó, và các bạn sinh viên công nghệ trên thế giới có rất là nhiều người ngưỡng mộ công ty này và xin vào làm cho công ty này. Đến năm 2014 thì JDK 8 được xuất bản. Thì đây là một phiên bản có rất là nhiều cái tính năng vượt trội và cao cấp. Rồi, và phiên bản hiện tại năm 2018 là JDK 10. Thì trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm về những cái tính năng của JDK 10. Rồi, sang phần tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu về một số cái đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Java. Thì thứ nhất là Java là một ngôn ngữ độc lập về nền tảng, phần cứng và hệ điều hành. Bởi vì cái mục tiêu của các nhà thiết kế Java là cho phép người lập trình viết một chương trình một lần nhưng có thể chạy trên bất cứ phần cứng, môi trường cụ thể nào, môi trường hay là cái nền tảng mà thực thi của Java hỗ trợ cho rất là nhiều cái hệ điều hành như là Solaris, Linux, macOS, Windows, vân vân. Tiếp theo là tính đơn giản, thân thiện, rồi tính hướng đối tượng, rồi nó là mạnh mẽ và an toàn, rồi nó có tính chất lập trình mạng phân tán, rồi nó có thể là thực thi đa luồng. Đây người ta gọi là multithread. Thì đa luồng thì tôi lấy ví dụ như các bạn ở trên Windows của các bạn vừa nghe nhạc, vừa chạy Windows Media và các bạn vừa lướt web chẳng hạn. Đó là chương trình, hai chương trình có thể chạy song song. Người ta gọi như vậy, gọi là đa luồng. Rồi các ứng dụng của Java trong thực tế thì hiện tại là có hơn 3 tỷ thiết bị mà chạy Java. Thì đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu về cái mobile application. Thì ở đây thì người ta có cái nền tảng Android được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Java. Thì cái Android này được phát triển, hệ điều hành Android thì được phát triển bởi Google và nó dựa trên ngôn ngữ là Java. Và người ta có thể phát triển các app cho cái hệ điều hành Android này sử dụng ngôn ngữ Java. Rồi tiếp theo là desktop application, là các chương trình phần mềm mà mình chạy trên cái desktop hoặc là cái PC của mình. Rồi tiếp theo là web application. Thì web application thì người ta sử dụng cái công nghệ là Java UI hay là gọi là Java EE. Thì người ta sử dụng các tên gọi như là GP Servernet, Java Serverface, Jut, EGB, rồi Westwing.
và hai bên đây rồi người ta có thể xây dựng cái ứng dụng dạng microservice. Đây là cái ứng dụng được tích hợp nhiều cái công nghệ khác nhau nữa, như là kết hợp với lại VMware rồi Apache Camel, Apache OnQ vân vân. Rồi có Java. Java thì có một phiên bản là Java ME, người ta gọi là Micro Edition. Rồi Java Embedded, tức là cái phiên bản Java nhúng để mà cài đặt trên các thiết bị như là điện tử, như là TV hay là tủ lạnh vân vân. Rồi Java cũng có hiện tại có nhiều cái tính năng hỗ trợ các công nghệ mới như là AI, Big Data, rồi Network, rồi lập trình game vân vân. Rồi tiếp theo đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái ứng dụng của Java trong ngành thực tế, một cái ứng dụng điển hình là ứng dụng của Grab Uber. Thì ứng dụng của Grab Uber là được sử dụng công nghệ là Java EE hoặc là công nghệ microservice chẳng hạn. Thì đầu tiên thì người ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng driver management để quản lý những cái người lái xe. Rồi tiếp theo thì người ta sẽ có một cái ứng dụng là passenger management để quản lý những hành khách. Rồi tiếp theo thì người ta sẽ có một cái ứng dụng là trip management để mà quản lý cái việc mà hành khách phục vụ cho cái việc mà tìm kiếm các driver, hành khách có thể tìm kiếm được các tài xế gần nhất. Rồi sau khi mà người ta sử dụng xong cái dịch vụ này thì người ta phải thanh toán, thì ở đây phải có một cái app payment để xử lý cái việc thanh toán này, ví dụ người ta thanh toán qua thẻ ngân hàng chẳng hạn, thì người ta phải có một cái app như vậy để mà xử lý. Cái ứng dụng mà đầy đủ ở trong ngoài thực tế thì nó có thể rất là phức tạp, ví dụ như đây chẳng hạn. Các ứng dụng nó sẽ giao tiếp với nhau theo một sử dụng web service dạng REST API để mà nó giao tiếp với nhau, nó truyền thông tin qua lại giữa các ứng dụng với nhau. Rồi tiếp theo thì phần này thì giải thích là tại sao nên học Java. Thì thứ nhất, Java là một ngôn ngữ chương trình được dạy phổ biến ở nhiều trường đại học. Rồi thứ hai là chương trình này viết bằng Java thì không bị thuộc vào nền tảng và phần cứng, và Java thì có thể chạy trên được những cái hệ điều hành khác nhau như là Windows, Linux, macOS vân vân. Tiếp theo là khác với các ngôn ngữ lập trình khác thì Java thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy, Java được thiết kế là biên dịch thành mã bytecode. Bytecode sau đó được môi trường thực thi chạy. Môi trường thực thi ở đây là tức là ở trên cái hệ điều hành của mình, ví dụ là hệ điều hành Mac, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Linux chẳng hạn. Rồi Java là một ngôn ngữ mã nguồn mở, khi sử dụng thì chúng ta không phải tốn chi phí về bản quyền. Trong khi các công nghệ khác như là .NET thì được viết bằng ngôn ngữ C cộng cộng và C sharp, thì các bạn phải mua bản quyền và mua các tool để mà gõ code như là Visual Studio, rồi mua các library là các thư viện để mà các bạn phát triển ứng dụng. Tiếp theo là những cái công ty mà người ta đang sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Java để phát triển ứng dụng, như là Google chẳng hạn. Google thì có cái hệ điều hành Android để họ phát triển dựa trên ngôn ngữ Java. Rồi các hãng khác như là Amazon, eBay, rồi Apple, rồi ngay cả NASA họ cũng sử dụng áp dụng ngôn ngữ Java để phát triển. Rồi tiếp theo là các tool mà sẽ được sử dụng. Thì đối với phần các bạn nào học Java SE thì các bạn phải cài đặt một trong ba cái công cụ như sau, như là Anip, NetBeans hoặc là Intel Magic Idea. Thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Anip. Anip thì các bạn phải nếu mà các bạn sử dụng Anip và Intel Magic thì các bạn phải cài đặt JDK. Còn nếu mà các bạn sẽ cài đặt NetBeans thì các bạn không phải cài đặt JDK, vì JDK đã được tích hợp sẵn trong cái NetBeans này rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái chương trình NetBeans này nó chạy rất là ngốn RAM, nên là tôi khuyên các bạn nên sử dụng cái chương trình này. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng Anip hoặc là Intel Magic Idea. Thì buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái công cụ là Anip và JDK. Còn đối với các bạn nào học Java CUI thì các bạn cũng phải cài đặt một là Anip hoặc là Intel Magic, và tiếp theo thì các bạn phải cài đặt Apache 3 phần, rồi Apache Tomcat vân vân. Rồi giới thiệu về tôi thì tôi tên là Vẫn,
biệt danh của tôi là Mận Ngố. Cái công việc của tôi thì tôi đang làm ở lĩnh vực Java chủ y và lĩnh vực Microservice, thì các công nghệ phần backend tôi đang làm về công nghệ backend thì tôi sử dụng các công nghệ Java chủ y, thì nó có các framework như vậy, rồi nó sử dụng kết hợp với các framework khác như là Bing framework, rồi Apache Camel, HTML, Redpool. Về cơ sở dữ liệu thì tôi làm việc với MongoDB và MySQL là chủ yếu. Ngoài ra thì để kiểm thử cái chương trình phần mềm thì tôi phải sử dụng JUnit và Mockito để mà kiểm thử cái phần mềm. Rồi một số cái công nghệ phần mềm thì tôi biết tương đối như là Angular.js, Vue, Bootstrap và Sass. Rồi một số công ty mà tôi từng làm việc như là Asset Active Việt Nam, Team A Solution. Các bạn có thể lên Google để search các công ty này. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu về các công ty mà các bạn có thể để mà xin Việt Nam thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google, ví dụ như các bạn gõ Asset Active. Ví dụ như đó, nó sẽ dẫn các bạn tới cái trang chủ quản của công ty này như sau. Thì các bạn có thể tìm hiểu về các service, rồi giới thiệu về các tin tức, rồi cái nghề nghiệp, các vị trí mà nó đang tuyển dụng. Ví dụ như ở đây ở văn phòng ở Hồ Chí Minh nó đang tuyển 30 Java developer như vậy, rồi 2 Android developer, rồi ở Đà Nẵng thì cũng có 10 Java developer như vậy. Rồi nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái công ty TMA Solution thì có thể vào cái trang tma.com để tìm hiểu về công ty này. Đây là cái trang chủ của cái công ty TMA Solution, rồi các dự án mà họ đang làm, rồi nó cũng có giới thiệu về các service, các dịch vụ mà họ làm. Rồi nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về các vị trí mà họ đang tuyển dụng thì có vẻ vô cái tab career và các bạn thấy được các danh sách mà nó đang tuyển dụng, ví dụ như là Java này, nó có tuyển senior Java developer chẳng hạn. Rồi các bạn có thể vô cái trang IT Việt để mà tìm hiểu thêm các việc làm ở trên này, nó có rất là nhiều các việc làm về IT ở đây. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu về cái phương pháp học lập trình. Thì tôi sẽ đem ra một số lời khuyên cho các bạn học sinh như sau. Thì tôi sẽ phân tích cái phương pháp học truyền thống mà các bạn hay học để hiểu. Đó là cái phương pháp học thuộc lòng. Thì đối với cái phương pháp học này thì các bạn sẽ được các thầy cô chuẩn bị sẵn tài liệu, sách và giáo trình. Và việc của các bạn là học thuộc lòng và lên lớp trả bài cho thầy cô như là những con vẹt. Và với phương học này thì các bạn chỉ biết đi sao chép lại kiến thức của người khác, các bạn không có biết được cái khả năng tự tìm tòi và khả năng sáng tạo. Các bạn sẽ không biết có cái được rèn luyện được cái khả năng tự lập vân vân. Thành ra là tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái phương pháp học mới là phương pháp học chủ động và phương pháp học của hành. Với phương pháp học này thì các bạn sẽ có khả năng tự tìm tòi được kiến thức, biết cách mà tự tìm ra được cái chân lý, các sự thật trong cuộc sống. Rồi sau đó thì các bạn sẽ biết tự mình sáng tạo ra các sản phẩm mới và áp dụng được vào trong cuộc sống. Và điều tiếp theo là khi mà các bạn học lập trình thì các bạn phải học chuyên sâu vào một ngôn ngữ lập trình nào đó hoặc là một lĩnh vực nào đó, rồi sau đó các bạn mới nên chuyển qua học các ngôn ngữ lập trình khác. Khi học thì các bạn phải thực hành nhiều, các bạn phải gõ code nhiều thì các bạn mới thành thạo được. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm các tài liệu về ngôn ngữ lập trình Java, thì bởi vì Java là của Oracle thì các bạn phải vô trong này để tìm hiểu, đọc các tài liệu về ngôn ngữ lập trình Java. Ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu về Java SE thì các bạn có thể search là Java SE document chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang Java SE documentation như vậy. Và các bạn có thể vô đây để đọc các tài liệu ebook của nó ở đây. Rồi nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về Java EE thì các bạn tích vào đây.
hiện tại thì cũng có một số cái ngôn ngữ lập trình khác cũng đang nổi lên rất mạnh như là Python, JavaScript, thì các bạn nào mà có đam mê nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên mạng để tìm. Và điều tiếp theo là các bạn phải học giỏi tiếng Anh, tại vì cái ngành này, ngành lập trình này thì các bạn dự án chủ yếu làm cho các dự án của nước ngoài, thì thành ra là cái yêu cầu tiếng Anh là bắt buộc. Rồi tiếp theo là đầu tiên là các bạn nên lập cho mình một cái bản kế hoạch nghề nghiệp. Các bạn thì nên lập bản kế hoạch nghề nghiệp ngay từ khi các bạn còn đang là sinh viên. Ví dụ như là nếu mà các bạn trong cuộc sống, nếu mà các bạn không có một cái mục tiêu nào đó cụ thể, thì khi các bạn bước ra cuộc sống thì các bạn sẽ không biết được cái cuộc đời của mình sẽ đi đâu, và các bạn sẽ để cho người khác điều khiển cái cuộc đời của các bạn, và những cái kết quả trong công việc, trong học tập của các bạn sẽ không được như ý. Còn nếu mà các bạn lập kế hoạch nghề nghiệp thì các bạn có thể xác định được các mình, và các bạn có thể định hướng được bản thân mình. Các bạn có thể xác định được các yêu cầu của công việc là gì, rồi những kỹ năng và kiến thức gì mà mình cần cho cái công việc đó, rồi những cái điểm mạnh, điểm yếu nào mà các bạn cần phải trau dồi thêm. Thì tiếp theo thì tôi xin phân tích về cái nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên thế giới. Thì hiện nay thì người ta ở trên báo đài TV người ta cũng nói nhiều đến cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là nhu cầu nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin sẽ rất là lớn. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng internet thì đầy những thông tin. Rồi tiếp theo thì tôi xin phân tích về cái thực trạng của cái ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Thì hiện nay thì báo chí truyền thông rồi một số ông lãnh đạo nhà nước Việt Nam mình cứ hô hào là phát triển công nghiệp 4.0 rồi phải đưa Việt Nam mình thành một cường quốc về công nghệ. Nhưng mà nếu mà nhìn về trên thực tế thì hiện nay Việt Nam chúng ta chỉ là ở một nước gọi là gia công phần mềm thôi, và hiện nay thì Việt Nam mình chưa có một cái sản phẩm phần mềm nào bán ra ngoài thế giới mà được thế giới công nhận, được thế giới sử dụng. Ngay cả một số cái công ty phần mềm lớn của Việt Nam như là BKAV, những cái sản phẩm diệt phần mềm diệt virus của họ chẳng hạn, thì cũng chủ yếu là sử dụng trong nước thôi. Hiện nay thì Việt Nam mình chưa có được một cái sản phẩm nào mà được bán ra ngoài thế giới. Mấy ông lãnh đạo Việt Nam mình họ cũng đầu óc cũng hơi phi thực tế khi mà hô hào đưa Việt Nam mình phát triển thành một nước cường quốc về công nghệ thông tin. Còn báo chí truyền thông thì họ phân tích sinh viên ngành công nghệ thông tin mới ra trường thu nhập 1-2 nghìn đô. Thế thì cái thu nhập họ phân tích vậy cũng chưa thực tế. Và trên thực tế thì khi mà sinh viên mới ra trường thì thực tế ở ngành công nghệ thông tin thì họ trả lương, mức lương thực tế từ tầm khoảng từ 4 triệu tới 9 triệu, chứ thực tế là không được cái mức thu nhập 1.000-2.000 đô một tháng. Những cái người mà được đạt được cái mức thu nhập 1.000 đô một tháng thì thực tế là người ta đã có được 1 năm hoặc là 2-3 năm kinh nghiệm gì đó thì họ mới được cái mức thu nhập đó thôi. Thì báo chí có thể là họ nói theo cái kiểu là vơ đũa cả nắm, vì họ có thể là họ tính là những cái người mà làm việc 1 năm 2 năm kinh nghiệm đó họ cũng tính là gọi là mới ra trường. Thành ra là khi nào mới ra trường thì các bạn cũng không nên chê cái mức lương thấp hay là cao gì, mà các bạn hãy chọn cho mình một cái môi trường làm việc, là một cái công ty nào đó mà giúp cho các bạn tích lũy được nhiều cái kinh nghiệm, phát triển được bản thân hơn, và không nên chạy theo cái đồng lương. Rồi buổi hướng dẫn của tôi thì đến đây là kết thúc. Và buổi tiếp theo thì tôi sẽ dẫn các bạn cài đặt GDK, rồi set up môi trường, rồi cài đặt Emip để các bạn có thể có được cái công cụ để mà lập trình ngôn ngữ Java.